Mooney đang say. Địa chỉ số 36 Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chùa Mooney đang say là ngôi chùa Khmer lớn và lâu năm nhất tại thành phố Cần Thơ. Ngôi chùa này sở hữu nét cổ kính cùng màu sắc rực rỡ, nổi bật, thu hút đông đảo du khách bốn phương ghé thăm hàng năm. Mời các bạn cùng phong cảnh làng quê tìm hiểu sơ lược về ngôi chùa này nhé. Chùa Mooney đang say tọa lạc tại số 36 Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngôi chùa nổi bật với lối thiết kế đậm chất của đất nước Campuchia, gồm nhiều hạng mục khác nhau như chính điện, dãy nhà tăng, nhà bếp, tháp xá lợi, cổng chính, v.v. phủ lên mình màu sơn vàng rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Ngôi chùa Mooney đang say đứng uy nghiêm, sừng sững giữa đất trời, thu hút đông đảo du khách bốn phương đến chiêm bái khám phá hàng năm. Ngôi chùa được khởi công xây dựng vào năm 1948 trên con đường sầm uất nhộn nhịp tại thành phố Cần Thơ. Thời bấy giờ, chùa chỉ được dựng bằng những vật liệu hết sức đơn sơ như tre lá nướng. Trải qua nhiều đợt trùng tu sửa sang, chùa mới có được dáng vẻ uy nghi rộng lớn như ngày nay. Phần cổng chùa được xây dựng vào năm 1954 theo kiểu hình tháp Tam Bảo Angkor Wat, ba ngọn tháp song song đứng giữa không trung, nổi bật trên nền xanh của trời, tạo nên nét tôn nghiêm trang trọng. Mãi cho đến năm 1964, chùa mới được tiếp tục xây dựng chánh điện và phải tới năm 1988 mới khánh thành. Đến lúc này, chùa Mooney đang say nổi tiếng bậc nhất Tây Đô mới thực sự mang như dáng vẻ hiện tại.